Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ quanh ta, tin tức ngày 25 tháng 4 năm 2021 có nội dung chính sau đây. Tri dân nén nỗi đau, biểu cảm gượng buồn khi diễn trên sân khấu sau đám tang của mẹ. Dù vừa trải qua nỗi đau mất mẹ ruột nhưng tri dân vẫn chuyên nghiệp trình diễn trên sân khấu. Những ngày vừa qua thì nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ không khỏi tiếc thương trước sự ra đi của mẹ ruột của Tri Dân sau thời gian chiến đấu với bệnh tật vào chiều ngày 18 tháng 4. Sau tang lễ diễn ra tại quê nhà, tối ngày 20 tháng 4, nam ca sĩ cũng viết dòng trạng thái đầy xúc động về nỗi đau mất mát và được khán giả liên tục động viên, hy vọng anh sẽ sớm vượt qua nỗi đau đó. Phải đối mặt với nỗi đau mất người thân là vậy nhưng Tri Dân vẫn chuyên nghiệp và xuất hiện trong sự kiện và mới đây. Và theo đó, trên mạng xã hội đang truyền tay nhau đoạn clip Tri Dân trình diễn trong một sự kiện tại trung tâm thương mại chỉ sau khi kết thúc đám tang của mẹ ruột ít ngày. Trong đoạn clip có thể thấy Tri Dân đã nén cảm xúc và trình diễn chuyên nghiệp trên sân khấu. Những giây phút anh gượng cười cũng làm khán giả mặc cảm thấy xót xa. Và bên dưới phần bình luận thì cũng có ý kiến thắc mắc rằng vì sao Tri Dân đi diễn ngay sau khi đám tang của mẹ vừa kết thúc ít ngày. Ngay lập tức có rất đông cộng đồng mạng đã lên tiếng bảo vệ Tri Dân và cho rằng sự kiện khi được trình diễn đã được ký hợp đồng giữa ban tổ chức và nghệ sĩ rất lâu trước đó. Và việc xuất hiện trong chương trình cũng là thể hiện sự chuyên nghiệp của một người nghệ sĩ, không để cảm xúc riêng gây ảnh hưởng đến chương trình của một người nào đó. Một số bình luận của cộng đồng mạng như là gượng cười vượt qua nỗi đau mất mẹ còn gì đau hơn chứ thương, và nhìn anh mà buồn theo anh quá, sâu thì lỡ nhận rồi, lỡ không diễn thì thiệt hại biết bao nhiêu, và hợp đồng đã đề ký thì xảy ra chuyện gì cũng phải đi diễn, đơn phương hủy rồi thiệt cả hai bên. Và đó là thông tin ngày 25 tháng 4. Và nếu anh em thấy thông tin này bổ ích thì đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment. Và nếu anh em muốn xem video của Tri Dân thì hãy kích phần dưới phần link, tôi để dưới phần link mô tả. Tạm biệt anh em, hãy ấn like và chia sẻ video của tôi.